Bắt đầu từ năm 2018, địa phủ đã ban hành một điều luật mới dành cho các cô hồn, đó chính là nếu muốn được đầu thai sớm thì vào tháng 7 âm lịch hàng năm, mỗi cô hồn phải thu phục được ít nhất một oan hồn để đưa về địa giới. Và đây là một câu chuyện về hai cô hồn chết lâu năm mà vẫn chưa được đầu thai. Con tà kiếm cơm gà luôn. Đó luôn ngầu đặt cái bầu. Đủ thằng này chơi mạnh mày. Thường thôi. Bất quá thì ngủ ngoài đường thôi. Chó chi khí. Rồi mày sao mày có gỡ không? Ôi mày còn tiền đâu mà gỡ được. Ê gỡ chứ. Nghĩ sao vậy? Nhìn vậy mà tưởng không có tiền hả? Xin lỗi nha. Tiền đầy. Dán này nè, đặt 5 tỷ vô bầu. Tiền đâu? 5 tỷ đó, 5 tỷ đó, đừng có khinh thường em. Tiền đâu, 5 tỷ đâu? Trời ơi, cha 5 tỷ ginh đây đặt chỗ đâu mà để. Đúng rồi. Nó giàu lắm. Giàu, yên tâm, giàu lắm. Ok mày luôn. Không gà bầu là mày chồng Diêm Dương đó. Thì Diêm Dương thôi mà làm đúng. Hai cái sổ đỏ 5 tỷ, hai cái sổ đỏ 5 tỷ. Bầu vô, 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 bầu vô. Tôm chung tiền mày luôn. Ok, con bánh baby. Tụi bay đừng chơi bài chuồng với tao hả? Dạ, anh ơi anh thông cảm cho em nha. Cho em khất nợ được không anh? À, má em có mình em là con à. Để em gọi má em gửi tiền xuống cho em nha anh. Mà bây giờ chắc má em ngủ rồi, anh đợi chút nha. Gì mày? Ngủ gì giờ này? Má em lớn tuổi rồi, hở tí là bà ngủ, hở tí là bà ngủ à. Mà mỗi lần ngủ là ngủ sâu lắm, gọi vậy không có được. Dạ. Mày yên tâm, bà ngủ sâu cỡ nào thì tao kêu bà cũng dậy hết á. Má em không phải ngủ sâu à, không có. Má em bị mất ngủ, khó khăn lắm má em mới ngủ được. Mà bây giờ gọi vậy tội lắm anh ơi. Dạ. Khoan, cuối cùng bây giờ là bà mất ngủ hay là bà ngủ sâu? Dạ em không nhớ nữa. Để em về hỏi má em nha. Tao chém mày à. Anh ơi, cho em khất nợ cho anh. Khất không? Anh đẹp trai. Anh đẹp, trời ơi đẹp trai quá. Mà sao hung hăng quá vậy? Em nói thiệt chứ bây giờ anh có giết nó cũng lòi các bạn nào đâu. Dạ đúng rồi anh. Không, ấy anh cho nó nợ đi. Cho nó thêm ít thời gian đi. Nó gom tiền nó trả cho anh liền. Dạ. Trả mà. Bao lâu? Dạ một tháng. Dù gì cũng tới tháng cô hồn rồi. Để em về em báo mộng cho mẹ em gửi tiền xuống cho em. Rồi em có tiền em trả anh liền nha anh. Dạ. Được. Một tháng sau mà không có tiền cho tao là hai tụi bay khỏi siêu thoát luôn nha. Dạ. Chúc anh may mắn. Dạ anh đi thông thả. Anh đi thông thả. Biết tối nay ngủ đâu nữa trời ơi. Ủa mày tính kêu má mày gửi tiền nữa hả? Đâu có, tao nói xạo đó. Trời ơi, sao mày gan vậy? Trời, bởi vậy mày dở. Mày ngu lắm. Nó chém mày đó. Trời ơi, tao tính hết rồi. Nè, bây giờ cho dù má tao có gửi tiền xuống đây đi chăng nữa thì tao cũng không có đủ tiền để trả nợ cho tụi nó đâu. Mà mày quên luật mới rồi hả? Bây giờ chỉ cần tìm oan hồn nhất dưỡng đem xuống nộp là mình được đầu thai. Mà đầu thai thì khỏi cần phải trả nợ, hiểu chứ? Ừ ha. Trời ơi, vậy mà tao không nghĩ ra luôn. Cái mày hay quá. Tao cũng sẽ làm giống y như mày. Bà cũng có tâm á mày. Chắc bà kinh doanh gì lớn lắm nên mới cúng nhiều như vậy. Năm nay còn cúng lớn như vậy, mong các đấng khuất mặt khuất mày hãy để cho cô hồn đeo bám con cũng được, chứ đừng có để cho cô đơn đeo bám con hoài, con chịu không có nổi đâu. Trời ơi, tưởng gì mắm trai. Thôi được rồi, thế bà cũng có tâm, tôi sẽ ám bà. Trời. Hồi vậy mày mặn dữ mày. Mặn gì mặn mà. Thấy không, bà cũng có tâm, mình cứ theo bà đi, tháng này không sợ chết đói. Cô ơi, cô cúng lại đi. Lại đi má, có tụi tôi ăn chứ ai đâu mà ăn. Lại hoài. Nhanh gì mà nói. Cũng phải từ từ chứ, mới khấn đủ bài á, cắt đắng khuất mày á, mới nghe được lời thỉnh cầu của tôi. Nói hoài vậy, mệt. Thiệt tình mấy cái người này, cúng cô hồn chỉ ăn đòi ăn. Nè, cô hồn đây nè, cô hồn đứng đây nè.
chắc mày ăn được ha. Không nhớ là công ty hả? Mình chỉ hương hương hoa thôi chứ làm sao mà ăn được ba cái đồ quỷ này. Bây giờ chờ bà ghim cây nhang xuống rồi mình bu lại hít chứ. Thì biết là vậy, nhưng mà cũng có hồn chứ có phải cũng mấy người này đâu, đúng không? Trời, nãy giờ có ăn giọng mẹ gì được đâu. Toàn là lũ cô hồn sống ăn. Nhang còn chưa được hết nữa. Không nghĩ sao vậy, chửi cô hồn hả? Để xử bả mày. Thôi. Ném ra đây. Mày khủng quá. Mày xử bả, Diêm Dương xử mày sao? Nhưng mà tức, chưa ăn được cái gì hết mày chửi. Tức gì mà tức. Chuyện người ta kệ người ta đi. Mình lo thân mình trước đã. Lẹ đi kiếm quan hồn còn đồ thai kìa. Lẹ đi. Bực bội. Anh chị ơi, ai thương tình cho xin mấy đồng bạc lẻ mua cơm ăn đi. Mấy bữa nay con không có gì ăn, con nói bụng sắp chết rồi. Ê mày, hả? Sao nó sắp chết hoài mà mấy bữa nó chưa chết mày? Mày kiên nhẫn đi, từ từ nó cũng chết à. Chết rồi, có người cho đồ ăn là sao chết đói được. Mày cứ yên tâm, mấy cái đứa này đói lâu ngày rồi, không? Nó ăn gấp ăn giọng mắc nghẹn rồi cũng chết à. Chết đi. Nữ kia bén ghê mày. Đẹp người mà đẹp nết nữa kìa. Trời ơi, mấy cái thứ này silicon không? Ăn giọng gì trời. Silicon gì? Quan trọng là người ta có tấm lòng đẹp mày không? Giúp đỡ gì. Trời ơi, nó tấm lòng hay không không quan trọng. Quan trọng mày với tao là cô hồn. Không có chấm mong được cái gì hết trơn á. Hiểu không? À, để tôi chụp hình check in rồi up lên Facebook khoe với bạn bè nữa chứ. Mưa gió vậy cất công đến đây không lẽ không có hình để sống ảo. Ôi mấy con hot girl hoa rơi cửa Phật chụp hình sống ảo thôi. Ôi đúng là không thể nhìn mặt bắt hình dong là thua luôn. Đúng rồi. Ôi ôi khoan chưa cô, tôi còn ăn nữa, tôi đói lắm rồi á. Chưa có hình nào đẹp hết trơn á. Nhận cơm của người ta rồi thì hợp tác xíu đi. Cô chụp mấy chục tấm luôn rồi á. Cười lên nè. Trời ơi, nữ để cái bóp đó giang hồ đi ngang nó giật sao. Điên mày. Mày nói có nghe đâu, nói chi. Trời ơi, nhưng mà trước mắt quá mà thấy không. Để hớ hên, cái bóp tiền bạc giống mà để vậy. Trời ơi. Trời ơi, nhà học con của người ta không biết nè cô, đừng tưởng cho hộp cơm rồi muốn làm ba làm má ta làm nha. Ăn mày cũng có lòng tự trọng của ăn mày chứ. Nghèo cho sạch rách cho thơm, đem hộp cơm về ăn đi. Cũng là tháng cô hồn mà đã bị giật đồ rồi còn bị ăn xin chửi nữa, coi như bà đã thấy cô hồn cho. Trời ơi, nãy tao nhắc rồi không nghe thôi, đáng đời. Chửi cô hồn mày. Mày nó ngồi đi xui quá. Gặp thứ quỷ yêu gì đâu không. Trời, tao nói mày rồi, mấy thằng chết đói nó lâu chết lắm. Hết chuyện mày chờ nó chết. Trời mưa, gặp nhỏ tàu lao nữa. Tự nhiên nãy tao nhắc nó rõ ràng đúng không? Cái mày giật đồ đổ thừa cô hồn mày. Tao mấy cái đứa xấu xa lợi dụng người khác chụp hình con la thì không chết đâu. Còn tôi thì... Ê mày nó nói chuyện với ai hả? Ôi, cô nói. Dạ. Trời ơi. Thấy hả? Ơ thấy hả? Thấy hả? Rồi nghe luôn. Vậy con cũng là cô hồn. Ý, đồng loại. À, cô hồn gái. Dễ thương ghê. Sao chết vậy? Tôi nhớ hôm đó. Trời, nó cũng mưa như vậy nè. Nó chim đi mày, chim. Chim. Trời ơi, xinh quá. Ê vô, chụp ba, vô. Thôi chụp ba xui lắm. Xui gì xui chụp đi. Thôi mày ơi, chuyển mưa rồi đi về đi mày ơi. Chuyển mưa gì, mưa tao còn không sợ nữa không chị, chuyển mưa. Mưa chụp hình nó mới đẹp, mới nhiều like biết không. Chụp đi, mở ra chim nha. 2, 3, chim. À. Ai.
Người ta nói chụp ba chết queo đứng ở giữa. Bởi vậy giờ tôi chết rồi nè. Người ta nói sống chết có số mà bà ơi. Mà bà cũng rảnh quá, trời mưa trời gió ra chụp hình. Ê, mà tính ra bà là oan hồn dứt dưỡng đó. Không ấy bà về với tụi tôi đi. Về đâu? Ủa, mà hai là ai? Sao thấy được tôi? Ê ê ê, nãy nói rồi là đồng loại. Có hồn hết á. Khác cái là tụi tôi là có tổ chức, còn bà là lang thang dứt dưỡng đó đây. Đúng rồi, mà tôi thấy bà cứ vậy hoài không phải cách đâu. Không ấy theo tụi tôi về dưới đi. Về dưới là ở đâu? Về dưới địa giới, hay người ta còn gọi là âm phủ. Ôi, tôi không về dưới đâu. Tôi ở trên này, tôi cầm đứa nào chụp hình tự sướng, tôi sẽ nhào ra chụp chung, ám nó, cho nó bị sét đánh chết chúng tôi luôn. Ê, đừng 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 nha. Trời ơi, làm vậy là ác lắm á trời. Nghiệp không á. Đúng rồi. Đi với tụi tôi đi. Tổ chức tụi tôi đang tuyển người nè. Tổ chức gì? Tổ chức phi âm phủ, chuyên tìm kiếm và dẫn dắt những cô hồn lạc lối xuống dưới địa giới hưởng một cuộc sống an nhàn hơn. Đúng rồi đó. Chứ bây giờ nè, bà thấy không, trên này vừa đói vừa lạnh, về dưới với tụi tôi đi sướng hơn. Còn nữa nha, chị cô hồn gái này cũng đẹp đó. Sử dụng mỹ nhân kế cua được ổng là sướng luôn. Ổng là nhất ở dưới rồi. Tháng nào người ta cũng cúng ông hả, mấy chục cái villa xe hơi ngập tràn ăn lòi bán hỏng. Làm sướng lắm. Wow. Mà ổng là ai? Sếp, sếp tụi tôi. Mà sếp là ai? Trời ơi, ở dưới đó sếp là ai, bự nhất là ai? Là Diêm Dương chứ. Mà trong ba Diêm Dương sẽ có sổ sinh tử. Bà cua được ổng, bà có cái sổ đó. Là bà muốn ai chết là chết. Thiệt hả? Trời thiệt. Trời thiệt. Dữ luôn. Muốn giết ai là giết luôn. Đúng. Chỉ cần gạch tên trong sổ là chết. Gạch tên kia là chết. Được. Tôi sẽ theo hai anh. Dẫn chị Đại đi mày. Chị Đại, chị Đại, chị Đại. Dạ. Ê, mấy đứa ơi, đi lẹ, đi lẹ nè. Hên quá. Cuối cùng cũng dụ được cái oan hồn này rồi. Chỉ cần một oan hồn nữa thôi thì hai đứa mình được đầu thai. Em mà mày. Hả? Lợi khi không dụ được oan hồn nữa là sao? Thì oan hồn này của tao. Ê mày, chơi khôn mày. Tao là người lập ra kế hoạch đó nha. Nhưng mà cái câu cuối cùng để tao dụ nó về là câu của tao thì tính nó là của tao. Không. Mà không được. À được được chứ. Có gì tao sẽ kiếm thêm oan hồn để cho mày. À, yên tâm yên tâm. Rồi hứa nha. Ê, hai ông nói dẫn tôi về địa giới mà sao đi hoài mới tới vậy? Thì đang về địa giới mà. Ừ đúng. Nhưng rồi. Nhưng mà nhiệm vụ của tụi tôi á là mỗi người phải dẫn một oan hồn về dưới. Cho nên là mới có mình coi thôi. Đúng. Thêm một oan hồn nữa là đủ. Vậy đó. Ủa là sao? Ừ thì là vậy đó. Vậy. Tử khí, tử khí kìa. Bên kia sắp có oan hồn xuất hiện. Ê, đừng về nhà tao, đừng về nhà tao. Sẵn tao ghé thăm nhà luôn. Ok luôn, đi 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 đi. Ê, mùi tử khí đây nặng à. Ừ, đúng rồi đó. Ủa, đây là nhà tao mà. Thôi, hai tụi mày đứng đây, để tao vào xem có chuyện gì. Ma ơi, má. Quân. Cuối cùng má cũng mơ thấy được con trai của má rồi. Má. Đâu? Má coi coi. Dạo này dưới khỏe không? Trời đất ơi. Ăn uống sao mà không nhôm vậy con? Hay là dưới bị ai ăn hiếp? Hả? Ai ăn hiếp con nói với má? Không. Con nhớ má quá. Hôm nay biết nhớ má rồi hả? À thôi, tôi biết rồi anh. Lên đây xin tiền nữa đúng không? Để má nói cho mày nghe. Bữa trước á là má định đốt xuống cho mày rồi. Nhưng mà bệnh quá
hôm nay khỏe khỏe được chút. Đang định đốt xuống cho mày, chưa kịp đốt thì là mày lên kiếm má rồi đó. Yên tâm nghe chưa, má là má mua hết đầy đủ tất cả mọi thứ cho con rồi, không có lo cái gì hết trơn á. Đây nè, má mua cho mày căn nhà 2 tầng nè, chiếc xe hơi, rồi thêm cái iPhone X nữa, cái kiểu mới nhất đó. Thêm 2 con hầu nữa, xuống dưới để nó hầu con trai cưng của má. Con trai của má là không có được thua kém ai hết á, biết chưa? Quân, cái thằng này hôm nay lạ nha, sao không nói gì hết vậy? Gặp má không vui hả con? Không có, con vui chứ má. Con xin lỗi má, lúc còn sống con chỉ biết ăn chơi rượu chè, cờ bạc, rồi đua xe bị tai nạn để má ở đây một mình. Rồi lúc chết đi cũng để má phải lo lắng nữa. Trời đất ơi, mấy chục năm nay rồi đó tao mới nghe được mày nói câu này. Con trai của má lớn thiệt rồi, và công nhận giáo dục ở dưới tốt thiệt hen con hen. Thôi được rồi, má thương nè, ngoan 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 ngoan. Sao tự nhiên hôm nay gặp má rồi khóc lóc tùm lum tùm la hết nè? Má, hay là má đi theo con đi má, chứ bây giờ má ở đây có một mình à. Rồi những lúc trái gió trời trời má bệnh không có ai lo. Cái thằng này tào lao quá. Cha mày chuồn má chết hả? Thiệt ra thì má không có sợ chết đâu, nhưng mà má chỉ lo lỡ mà má chết rồi á, bàn thờ tổ tiên ai lo? Rồi tới tháng ai đốt tiền xuống cho mày hả con? Con vậy thôi đó, tao ráng sống cho tới bây giờ, chứ nhiều lúc ru rú ở nhà con mình cũng buồn lắm. Thôi đi, tự nhiên à, gặp má phải vui chứ. Bây giờ nghe má nói, lâu lâu rảnh á về thăm má là má vui rồi, nghe chưa? Quân ơi Quân, dẫn má mày đi luôn đi, sắp tới giờ rồi nè. Trời ơi, chở một cái là kẹt nguyên đám ở đây á. Ủa, đi đâu vậy con? Mà sao có bạn về chơi không rủ người ta vô nhà? Má. Hả? Má đi theo con nha má.